Cướp biển từ lâu đã là nỗi ám ảnh của những người đi biển. Những kẻ cướp biển tham lam đã giành được danh tiếng đáng sợ bằng việc tấn công tàu thuyền và bắt cóc thủy thủ đoàn với hy vọng đòi tiền chuộc hoặc cướp bóc hàng hóa quý giá của họ. Mặc dù cướp biển đã không còn phổ biến như thời cổ đại và thời trung cổ, nhưng vẫn đòi hỏi phải có các biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh hàng hải. Theo Ủy ban Hàng hải Quốc tế, gần 16 tỷ đô mỗi năm bị mất do trộm cắp, tiền chuộc, chậm trễ vận chuyển và các yếu tố liên quan khác đến hành vi cướp biển. Mặc dù chúng ta thường nghĩ rằng cướp biển là một vấn đề từ vài trăm năm trước, nhưng cướp biển hiện đại vẫn tiếp tục tấn công tuyến đường vận chuyển, tàu vận chuyển hàng và các tàu chở hàng để cướp và bắt cóc. Những tên cướp biển hiện đại này thậm chí còn gan liều đến mức cố gắng đối đầu với các tàu chiến, bắn vào các trực thăng quân sự để tự vệ. Giữa đại dương mênh mông thì chờ đợi sự trợ giúp của một ai đó có thể là quá muộn cho một con tàu. Do vậy, để bảo vệ bản thân, các tàu chở container và các tàu hàng khác đã phát triển một loạt các chiến thuật phòng thủ độc đáo chống lại cướp biển. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá các kỹ thuật phòng thủ chống cướp biển các bạn nhé! Nếu các bạn nghĩ rằng chống cướp biển thì tàu phải trang bị vũ khí hạng nặng như thuyền chiến thì các bạn đã nhầm. Không giống như các giải pháp quân sự, phần lớn các giải pháp này là không sát thương, chỉ mang tính chất phòng thủ chứ không phải tấn công. Hiện tại, phương pháp chính để ngăn chặn cướp biển là sử dụng các súng phun nước. Những súng phun này có thể xuất ra tới 1.350 gallon nước mỗi phút. Được phát triển bởi một công ty chữa cháy nổi tiếng thế giới, những khẩu súng phun nước này bắn với áp lực lên tới 175 PSI. Điều này đủ mạnh để hất người lớn ngã xuống biển và thậm chí làm thuyền bị chệch hướng ngay lập tức. Ngòi phun được làm bằng thép không rỉ chất lượng cao, chịu axit và có thể điều khiển từ xa, từ cầu tàu hoặc được đặt vào chế độ tự động. Điều này rất quan trọng vì cướp biển hiện đại thường sử dụng súng để bắn vào tàu, có thể làm bị thương hoặc giết chết ai đó. Nếu thuyền cho người điều khiển súng phun nước ở trên boong tàu thì khi người đó bị hạ, con thuyền sẽ thất thủ ngay lập tức. Phạm vi hoạt động của những ống phun này cực kỳ ấn tượng và cho phép thủy thủ đoàn có cơ hội đuổi kẻ cướp biển đi trước khi chúng kịp đến gần tàu. Có nhiều loại ống phun và cách sử dụng khác nhau, mặc dù nhiều người nghi ngờ hiệu quả của chúng. Thực tế cho thấy đây là một giải pháp an ninh hàng hải khả thi. Thay vì đơn giản phun nước vào những kẻ trên thuyền, những ống phun này cũng có thể được sử dụng để làm cho thuyền cướp biển bị ngập nước đến mức khó điều khiển. Cuối cùng, áp lực từ vòi rồng khiến kẻ lái thuyền cướp biển không thể tập trung điều khiển được vì hắn ta phải dùng tay để bảo vệ mắt và các bộ phận khác trên cơ thể khỏi áp lực khủng khiếp. Trong một số trường hợp, các chuyên gia an ninh hàng hải cảm thấy bẫy kẻ cướp biển theo một cách nào đó có thể hiệu quả hơn việc đơn giản là cố gắng ngăn chặn họ. Điều này dẫn đến sự phát triển của P-Trap, một cơ chế không sát thương được thiết kế để ngăn các tàu cướp biển tiếp cận tàu quá gần. Nó bao gồm hai bệ dày đặc biệt xây dựng ở hai bên của con tàu. Những bệ này kéo theo một loạt dây cáp nặng. Nếu một thuyền đến gần các dây cáp này, chân vịt của nó sẽ bị mắc vào, gây tắc động cơ, buộc các kẻ cướp biển phải lãng phí thời gian để sửa chân vịt. Do tầm quan trọng cực kỳ lớn của vận chuyển đối với nền kinh tế toàn cầu, an ninh hàng hải đã phát triển thành một ngành kinh doanh đa tỷ đô. Một biện pháp khác mang tính quân sự và vũ lực hơn nhiều là trực tiếp đối đầu với cướp biển. Các nhóm cứu hộ mang tính chất quân sự được đào tạo để triển khai các phương pháp bảo vệ khác nhau và lập kế hoạch là một phần quan trọng của quá trình này. Những người này thực chất có thể gọi là các đội SWAT của biển và có trách nhiệm bảo vệ tàu, hàng hóa và thủy thủ đoàn của họ bằng mọi giá. Cướp biển không phải là mối đe dọa duy nhất mà các tàu thương mại phải đối mặt. Thời tiết xấu và các quy định sai lầm cũng có thể khiến một con tàu bất kỳ kích cỡ nào rơi vào tình trạng nguy hiểm và nghiêm trọng. Vậy các bạn đã từng nghe đến cướp biển Somalia chưa? Và tại sao người dân ở đây lại thích làm cướp biển? Chúng ta cùng khám phá tiếp trong video này các bạn nhé! Cướp biển vùng Caribe là một trong những bộ phim nói về những gã thủy thủ lang thang phiêu bạt đi tìm kho báu với vô số lời nguyền ma quái xung quanh họ. Trong phim là vậy, còn ngoài đời thật thì sao? Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu câu chuyện về cướp biển Somalia. Từ năm 2008 đến năm 2011, vùng biển ngoài khơi Somalia là những con đường vận chuyển đường biển nguy hiểm nhất trên thế giới. Hơn 700 cuộc tấn công vào các con tàu diễn ra trong giai đoạn này. Vào đầu năm 2011, 758 thuyền viên đã bị cướp biển bắt giữ. Cướp biển đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp, vận tải biển và các chính phủ tới 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2012.
Giống như câu nói của Chí Phèo, ai cho tao lương thiện, thì một hoàn cảnh tương tự cũng đến với cướp biển Somalia. Hầu hết cướp biển Somalia xuất thân từ ngư dân. Sau khi chính quyền Somalia sụp đổ năm 1991, các tàu cá từ những nước láng giềng tự do ra vào vùng biển để đánh bắt. Ngư dân Somalia vốn chỉ sử dụng thuyền và lưới nhỏ, ngày càng thất thế trước đội ngũ hùng hậu tàu đánh bắt cá trái phép này, thậm chí còn bị tấn công và xua đuổi ngay trên ngư trường của mình. Nhiều con tàu còn lợi dụng tình trạng vô chính phủ ở Somalia để mang chất thải phóng xạ đến khu vực để đổ bỏ, khiến sức khỏe và môi trường bị đe dọa nghiêm trọng. Các ngư dân đã liên kết lại, thành lập các nhóm như lực lượng bảo vệ bờ biển quốc gia Somalia và thủy quân lục chiến Somalia, tên gọi ưa thích nhất của cướp biển Somalia, để bảo vệ vùng biển của mình. Thoạt đầu, các ngư dân được vũ trang sẽ tịch thu những con tàu họ bắt giữ để đổi lấy tiền chuộc. Các chủ tàu sẵn sàng thỏa thuận để lấy lại tàu và thủy thủ, vì hoạt động của họ là bất hợp pháp, chưa kể việc làm ăn vẫn rất béo bở. Giá tiền chuộc cứ thế tăng lên, cho đến khi những ngư dân vũ trang nhận thấy đây là một cơ hội kinh doanh tốt, họ bắt đầu tấn công bất cứ con tàu nào đi ngang qua khu vực. Lực lượng tham gia tăng dần lên, với đa số là nông dân nghèo thất nghiệp. Cướp biển đã trở thành ngành công nghiệp lớn nhất của Somalia giai đoạn này. Các ông trùm nhanh chóng xuất hiện và tổ chức lại mạng lưới để nó hoạt động quy củ hơn. Trước khi ra khơi, cướp biển lại tìm nhà đầu tư để tài trợ cho chuyến đi của họ tại thị trường chứng khoán cướp biển. Tàu TI Europe, một trong bốn con tàu lớn nhất thế giới. Với độ dài 380m, con tàu này dài hơn 41% độ dài của tàu Titanic. Trong việc kinh doanh, năng suất luôn được đặt lên hàng đầu, từng đồng tiền đều mang lại giá trị. Nếu ta tăng diện tích bề mặt của tàu lên gấp đôi, thể tích của tàu sẽ tăng lên tương tự, dù số lượng nhân viên trên tàu không thay đổi. Do đó, những con tàu lớn chỉ tốn thêm một khoản tiền nhỏ lại đem về lợi nhuận lớn. Và đây là con tàu siêu hạng, có thể chở một lúc 3 triệu thùng dầu. Có nghĩa là con tàu này đáng giá 174 triệu đô đối với bọn hải tặc. Trong vòng một năm trước, mỗi ngày đều xảy ra một vụ tấn công tại những con đường đông đúc và an ninh nhất như Vịnh Aden, eo biển Singapore và bờ biển Malaysia. Nhưng những kẻ tấn công ấy không hề mang theo gươm hay đi cùng những con vẹt. Hải tặc thời hiện đại có những thủ đoạn rất tinh vi, được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Somalia là một trong những nơi khó sống nhất trên thế giới. Cuộc nội chiến kéo dài trong suốt 3 thập kỷ qua không chỉ gây ra hạn hán và nạn đói mà còn đẩy đất nước này vào tình thế mất đi một chính phủ thống nhất và tập trung. Điều này làm cản trở việc xây dựng các hệ thống cơ sở vật chất như trường học và bệnh viện. Do đó, việc xây dựng một nền kinh tế chính thống ở đây là một điều gần như không tưởng. Người dân ở đây có tuổi thọ thuộc mức thấp của thế giới 55 năm. GDP của đất nước này cũng cực kỳ thấp. Somalia không được may mắn như người hàng xóm Ethiopia của mình trong việc thu lời từ cây cà phê, khoai tây và ngũ cốc. Dù vậy, Somalia vẫn còn một điều may mắn. Nó có đường bờ biển dài nhất trong số các quốc gia châu Phi. Đáng lẽ ngư nghiệp có thể trở thành nguồn thu nhập chính của Somalia, nhưng đáng tiếc là không phải như vậy. Các công ty đánh bắt cá nước ngoài lợi dụng tình hình rối ren ở nội bộ Somalia để đầu độc nguồn nước và cá sẽ chết dần. Lượng cá còn lại rơi vào lưới của ngư dân ngoại quốc khiến Somalia thất thoát đến 300 triệu đô mỗi năm. Somalia chỉ được trừ lại một phần nhỏ thu nhập từ việc đánh bắt cá ngừ. Cùng với đó, người dân Somalia không được tiếp cận với giáo dục, đối mặt với nguy cơ thường trực về bạo lực, không được chăm sóc sức khỏe, GDP ở mức 104 đô một người. Nghèo đói, bị ăn cắp chính cả trên biển của mình. Bất lực, đúng với câu nói, ai cho tao lương thiện? Một số người có công việc khác để kiếm tiền, đó là cướp biển. Tiền chuộc trung bình mà cướp biển đòi 2,7 triệu đô. Quá trình này bắt đầu với việc xác định mục tiêu. Nạn nhân lý tưởng sẽ đến từ các nước giàu có, hoặc có lịch trình di chuyển chậm, hoặc đi gần bờ. Bước tiếp theo là huy động tài chính phục vụ cho công việc cướp bóc sắp tới. Một cuộc tấn công thường tốn hơn 30.000 đô. Đây là một con số lớn, đặc biệt là đối với Somalia. Và số tiền đó sẽ được nhà đầu tư rót vốn. Khi thành công, chiến lợi phẩm sẽ được ăn chia giữa các nhà đầu tư và nhóm cướp. 4 đến 20 tên hải tặc trên một con tàu mẹ lớn sẽ áp sát mục tiêu cách bờ 800 dặm. Khi đến gần mục tiêu, họ chuyển sang các tàu nhỏ, dùng dây thừng và thang để leo lên con tàu. Dĩ nhiên,
con thuyền nạn nhân sẽ cố gắng tăng tốc, đổi hướng và phản kháng. Nhưng những nỗ lực đó không thể đấu lại những khẩu AK-47, súng phóng tên lửa, sự hung hăng trong tuyệt vọng của bọn hải tặc. Những người trên tàu sẽ được tập hợp về một khu vực, phương tiện liên lạc bị phá hủy. Không ai có thể phát hiện ra sự có mặt của con tàu. Bước tiếp theo sẽ tùy thuộc vào mô hình cướp biển. Tại các khu vực như Đông Nam Á, hải tặc thường nhắm vào việc cướp dầu rồi bán cho những người mua dầu giá rẻ. Nhưng ở Somali, cướp biển ít khi động đến hàng hóa. Những người trên tàu mới là thứ có giá trị nhất. Họ lái tàu về cảng biển gần nhất. Mọi chuyện sẽ trở nên ngày càng căng thẳng kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu. Tất cả quy tắc thương mại thông thường đều không được áp dụng trong tình huống một người bán và một người mua này. Mỗi bên đều không có đủ thông tin về bên còn lại. Xác suất để họ nói dối là rất lớn. Chủ nhân con tàu sẽ nói rằng họ không có đủ tiền và mặc cả tiền chuộc. Bọn hải tặc vừa cần phải thể hiện thái độ hung hãn, vừa cần phải bình tĩnh để chờ thỏa thuận. Thời gian liên tục trôi, trong khi giá trị của con tàu và hàng hóa đi xuống, lượng tiền chuộc lại tăng lên. Các cuộc thương thảo có thể diễn ra trong 3, 4, 5 ngày. Tất cả đều thông qua một phiên dịch viên, đôi khi là qua nhiều người thương thảo. Nếu chủ tàu có mua bảo hiểm bắt cóc và tiền chuộc, các cuộc đàm phán sẽ được thực hiện bởi một người chuyên nghiệp. Nhưng các công ty không được phép nói rằng họ có bảo hiểm. Thực tế là nhiều công ty du lịch không biết họ có bảo hiểm này. Nếu họ nói ra, bảo hiểm coi như mất hiệu lực. Vì nếu thông tin này được tiết lộ, bọn bắt cóc có thể đòi thêm tiền. Thường thì cho đến cuối, cả hai bên sẽ thống nhất với nhau về tiền chuộc. Bọn hải tặc sẽ đưa người trên tàu lên boong tàu để chứng minh sự an toàn của họ. Sau đó một chiếc trực thăng sẽ thả một vali chống nước chứa đầy tiền. Cuối cùng là công việc mà bọn hải tặc thích nhất, quyết toán. Đầu tiên, các nhà đầu tư được nhận ít nhất 30% số tiền. Cảng biển đã trông chừng cho vụ cướp được nhận từ 5 đến 10%. Phần tiền còn lại được chia đều giữa bọn hải tặc. Riêng người lên tàu, mục tiêu đầu tiên được nhận thêm gần 10.000 đô tiền thưởng. Kịch bản này đã diễn ra hàng trăm lần một năm. Các công ty vận tải đã phải tiêu tốn từ 4,9 đến 8,3 tỷ đô la một năm, kể cả cho việc bảo vệ an ninh và bảo hiểm. Việc tăng tốc từ 13 lên 18 hải lý một giờ cũng tốn thêm 88.000 đô la tiền nhiên liệu đối với một con tàu trong một ngày. Những chi phí phát sinh này đều được chuyển giao cho chúng ta. Tất cả chúng ta phải trả một khoản thuế cướp biển. Vậy, ta có thể làm gì? Câu trả lời rõ ràng nhất là đấu tranh. Chiến dịch Ocean Shield của NATO đã giảm số lượng các cuộc tấn công từ năm 2009 xuống còn 16 nhờ việc tuần tra ở các vùng biển nguy hiểm. Nhiều công ty hiện nay đã thuê công ty bảo vệ tư nhân để làm việc này. Dù vậy, đã xuất hiện tình trạng lợi dụng và tranh thủ. Có nhiều công ty và quốc gia đã lợi dụng các chiến dịch an ninh mà không trả tiền. Tương tự như vậy, không ai muốn trả tiền chuộc. Những giải pháp này chỉ hạn chế nạn cướp biển nhưng lại không thể triệt tận gốc. Với thu nhập 30.000 đến 75.000 đô la một cuộc tấn công, vẫn luôn có người chấp nhận mạo hiểm để kiếm lời. Cách giải quyết thực tế nhất là dùng kinh tế, tạo kế sinh nhai khác cho cướp biển. Công việc quan trọng là xây dựng lại đất nước Somali. Nhưng cách giải quyết lâu dài là dạy cho người dân biết các kỹ năng cần thiết, cho họ cơ hội để giải quyết vấn đề của mình.